Bạn đang có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử .vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. 10 seconds remaining. Đậu xanh rau muống nó mới vừa chết rồi mấy ông nội ơi, giao tranh bắt đầu đổ ra. Sweep anh ta dùng cho pháo động năng để truy đuổi lên người của Lindis. Lindis cũng không kém cạnh, mở ngược lại bằng những cái nguyệt ảnh đồng đội chúng ta đang tới nha. Đó chính là Ether, đó chính là Vegas. Vegas dùng cho mình xong xích rồi, huyết xích đang được cô ta mở ra, cô ta miệng giải không chế. Giao tranh bắt đầu nổ ra một lần nữa, một đất này qua đang tích quay cho mình nội tài bé đầm tại nơi kia. Giao tranh 3-4 rồi các bạn ơi, Vegas giết được một người đó chính là bé đầm rồi, nhưng bắt đầu tim bạn bị tan rã rồi. Vegas có cho mình nội tài double kia mang về cho cô ta, con số chưa đều dừng lại, đó chính là cuồng mẫu xích ấy chết lộn, đó chính là đọt mình xích của cô ta. Và cô ta có thể chấm dứt được 2-3 mạng gì đó đây mà. Quá tuyệt vời đi. Team chúng ta giao tranh thắng lợi mà không cần sự hỗ trợ của người hỗ trợ luôn. Ấy lộn, không cần sự hỗ trợ của người đỡ đòn luôn nha bà con. Sweep được hồi sinh, triple kill mang về cho Vegas rồi. Có thể rồi dừng lại không? Chiêu cuối pháo vô vô, pháo cao xạ của Sweep được mở ra một lần nữa. Anh ta có thể cover bảo vệ được cái trụ này đây. Chúng ta một mình đang cần hai, chúng ta đủ khả năng để làm được như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang có cho 3 con sói. Murat giật bóng lùi về, anh ta cũng không dám đánh Arum luôn. Quá trâu, quá trâu là những gì mà chúng ta có thể diễn tả đối với con tướng Arum này khi mà có 3 con sói. Anh em có công nhận một điều như vậy không ạ? Là khi mà chúng ta dùng cho mình 3 con sói, chúng ta sẽ được build power lên, chúng ta sẽ cực kỳ trâu bò, chúng ta có thể cân 2, cân 3 luôn ạ. Đây là một tình huống mà chúng ta có thể băng trụ rồi nè, chúng ta có thể giết được bé đầm, tôi tin chắc là như vậy. Thú sống được mở ra, bật nhẹ cái thú khốn, tán anh ta một bạt tai và lụm về cho mình 2 mạng một cách easy. Goodbye baby. Rất đơn giản và dễ dàng đúng không ạ? Thì nói tiếp với câu nãy, đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ rằng 3 con sói ở thời điểm hiện tại nó vẫn đang được tin dùng và nó được lựa chọn rất chi là nhiều nha bà con cô bác. Ý của câu đó có nghĩa là đến thời điểm hiện tại con tướng Arum này nó vẫn không có bị out meta đó, nó vẫn được anh em lựa chọn, nó không có bị lỗi thời nha bà con. Ê, không biến về luôn nha, chơi nha. Alistair đã đạt được cho mình level 5, đồng nghĩa với việc anh ta có cho mình cái ngục tù vĩnh hằng và anh ta có thể xích lại và chúng ta có thể chơi cái trò chơi được gọi là thả chó, đúng không ạ? Thôi, quên nó nãy giờ chưa chào. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đệ tử, xin chào anh em, mình là đệ tử đây, rất vui vì được mọi người gặp lại ha. Hôm nay anh em tụi mình xong nhau chơi với con tướng Arum với bộ trang phục là vũ khúc thần sứ nha anh em. Wow, đó chính là địa giam của bé đầm kìa, giam được Alistair rồi, anh ta ấn chúng ta về vào tổ vào đứng, pháo vô vô làm chậm chúng ta, con chó khúc này được đổ ra, kết hợp cái lệnh bài phòng thần nữa, bé đầm buộc phải nằm xuống rồi, nhưng chưa dừng lại đâu nha, sweep tại nơi kia. Pháo vô vô một phát thả chó được dùng cho anh ta bật tốc hành hay gì đó mấy ông nội ơi, làm chậm chó chân tinh thần, anh ta còn cho mình cái liềm và có thể bảo toàn được mình sống và chạy về thành công. Wow, rất may mắn dành cho anh bạn Sweep nha, sự phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý và chúng ta sẽ có cho mình cái trụ này đây. À quên nữa, xin phép anh em giới thiệu nhẹ tí, anh em nào mà chơi game mà máy thường xuyên bị lag bị lát gì đó, cấu hình trung bình hoặc là thấp đó, anh em có thể thử tải cái phần mềm này, nó sẽ giúp máy các bạn trở nên mượt mà hơn. Đừng chuyển kênh nhá, tụi mình sẽ sớm gặp lại nhau sau ít phút quảng cáo. Xin chào anh em, thì đệ tử xin phép giới thiệu với anh em cái ứng dụng giúp cho máy chúng ta trở nên nuột nà và trơn tru hơn. Anh em có thể lên CS Play hoặc là App Store, anh em gõ từ khóa iClear nó sẽ hiện thị ra ngay. Ở đây tôi cài đặt rồi, đây chính là giao diện chính của nó nè anh em. Có rất là nhiều cái chức năng để chúng ta lựa chọn nha. Ở đây tứ sẽ thực hiện một cái chức năng đó được gọi là dọn rác của hệ thống, coi coi máy của mình có bao nhiêu rác. 1.45GB, con số rác rất là nhiều và nó đang thực hiện cái quá trình để mà xóa những cái rác đó ra anh em. Ngoài ra nó còn những cái chức năng khác chẳng hạn như là diệt virus nè, khóa màn hình nè, hạ nhiệt CPU nè, rồi dọn rác của điện thoại, tăng tốc bộ nhớ nè, rồi tăng tốc trò chơi này nọ, kiểu rất là nhiều cái chức năng và chúng ta có thể tham khảo ở trên đây. Một công cụ mà giúp cho máy chúng ta trở nên nuột nà và trơn tru hơn, mình sẽ sử dụng tiếp một cái chức năng nữa được gọi là tăng tốc game. Đó, chức năng này là chức năng hữu hiệu khi mà chúng ta chơi Liên Quân, chúng ta có thể thực hiện nó trước khi vào game thì nó sẽ giúp cho game chúng ta trở nên nuột nà hơn, nó sẽ tự động tăng tốc và nó sẽ tự động đăng nhập vào game nha. Đây là chức năng kế tiếp của nó nè.
hạ nhiệt CPU các bạn ạ. Còn chần chừ gì nữa, nếu như máy các bạn thường xuyên bị lag bị lát, anh em có thể tải ngay iClear ở đường link bên dưới nhá. Rồi quay trở lại chết bà độc lộn tông. Rồi quay trở lại trận đánh nào anh em ạ. Anh em tụi mình nói qua sơ một tí về con tướng Arum nha. Để có thể chơi tốt được con tướng Arum, nó có cho mình một nguyên tắc bất di bất dịch như sau. Các bạn chỉ cần nhớ cho mình 7 chữ thôi ha. Đó chính là phải dùng 3 con sói thường xuyên. Đó, nhớ 7 chữ đó thôi là đảm bảo chơi tốt con tướng Arum liền. Tôi sẽ diễn dịch cái câu đó ra như sau. Có nghĩa là trong một số đợt giao tranh hãy cố gắng duy trì cho mình 3 con sói. Và thời điểm mà chúng ta thả cái thú sổng tức là chiêu 2 ra trong trường hợp nào ạ? Đó là trong trường hợp 1 là dùng để cứu đồng đội, 2 là dùng để truy đuổi con mồi. Đó, nói là như thế, chúng ta dính phải cái địa giam rồi. Bé đâm mất chiêu cuối, Murat đang có cho mình nội tài xích đầu anh ta lại rồi các bạn ạ. Wow, tiếp tục một pha chiêu cuối đến từ Alistair nữa. Ông cố nội ngu để chạy cũng không được các bạn ạ. Thả chó rồi quá, có một pha hồi máu đến từ bé đâm nha. Bé đâm sẽ phải trả giá, anh ta sẽ phải bỏ mạng đây. Đó chính là pháo vô vô sweep ngay phía sau kia. Anh ta dùng cho mình cái pháo cao xạ rồi. Cấu rỉa từ visa máu chúng ta còn 2000, nhưng chúng ta tiếp tục có cho mình hai con rối. Một pha tốc biến đến từ Natalia, con lính đang tràn vào, ma trận thống khổ được nổ ra. Tiếp tục một tình huống cấu rỉa từ visa đến từ John. Lindis cũng đang hồi ngộ, thả chó ra để ta leo bằng cho mình con xanh xanh một chấm máu nữa thôi. Cô ta có thể đập xuống không? Cô ta đã phải đập xuống bởi cái nguyệt ảnh của Lindis. Xích chó một lần nữa, đó chính là cục tù bên hàng của Alistair. Trối được Sweep tìm bạn, ta đang băng trụ, khó mà có thể băng trụ đây. John đang bắn tại đây kia kìa. Ok, khó mà bào trụ được anh em ạ. Anh em tụi mình đấu qua sơ một tí về vấn đề bản ngọc của con tướng Arum nha. Ngọc Arum đệ tử Supreme góp ý với em như sau. Ngọc đỏ mình lên cho nó là tốc đánh, máu tối đa và giáp. Ngọc tím mình lên cho nó là máu, hồi máu, tốc chạy. Cuối cùng ngọc lục mình lên cho nó là giáp, giáp phép và giảm thời gian hồi chiêu nha anh em. Chúng ta đang cố gắng sơ tái. Wow, đó chính là Zephyr nha, anh ta đâm vào rồi. Anh ta đang muốn làm một điều gì đó. Anh ta muốn chọt ba con sói của đệ tử các bạn ạ. Hàng đệ tử mới mua mà nó muốn chọt. Anh ta vẫn đang chọt nha. À, anh ta gọi đồng đội tới rồi. Murat đang tích quay cho mình nội tài. Anh ta vẫn đang dí chúng ta, vẫn đang dí. Đó chính là một tình huống quăng mình sửa đến từ Sweep. À, anh ta chọt hụt rồi các bạn ạ. Đâu xanh ra muốn nó nghĩ sao mà nó muốn chọt ba con sói của đệ tử. Bây giờ anh ta sẽ phải đền tội đây, dính phải thú khốn rồi. John đang bắn ở phía sau, bật nhẹ cho mình cái lệnh bài phong thần. Sweep đang tung chiêu cuối kìa, thả nhẹ con chó ra, không chế được Sweep. Sweep bắn chiêu cuối, Sweep rút lui tại nơi kia. À, Sweep chưa rút lui các bạn ạ. Phía sau của Sweep đó chính là bé đầm. Sweep tóc biến lên một lần nữa, họ vẫn đang muốn chọt đệ tử. Đó chính là chiêu cuối của Natalia. Sống rồi bà con của bác ạ. Ok, con dê có nên biến về không ta? Cái trụ này xác suất cao là bỏ rồi mấy ông nội ơi, khó mà có thể lấy thủ hô. Nhưng chúng ta thả chó lụm cả một màn của bé đầm một lần nữa anh em ạ. Cái trụ không mất luôn nha, cái trụ không mất. Thấy bà cô nội mày rồi Sweep ơi, thả chó một phát nữa và double kill. Cái giống đất gì đang xảy ra đây? Team bạn đang tan rã hoàn toàn bởi vì sức lợi hại của ba con sói trong tay của đệ tử. Ấy chết bà, bởi vì sức lợi hại của ba con sói Arum với sự điều khiển của đệ tử, nó chính xác hơn nó là như thế ha. Nó nghĩ sao mà nó muốn chọt ba con sói của tôi các bạn ạ. Nên nhớ đây không phải là một ba con sói bình thường, không phải là ba con sói 35.000 một hộp. Ê chết bà độc lộn. Thôi nhưng mà chuyện đó chúng ta bỏ sang một bên đi nha. Quay trở lại nào. Con rồng Skedet ở phút thứ 8 của trận đánh, chúng ta đã sở hữu được nó rồi. Lợi thế đang dần dần thuộc về chúng ta. Giáp Gaia cũng đang được lên, một món trang bị chính thống luôn, nhốt lòng một phát nữa. AD cứ việc bắn đi. Chúng ta đang có cho mình một cái cặp bài trùng một gọi là cực kỳ khủng khiếp. Không cần nói tên các bạn cũng biết đúng không ạ. Thiệt ra ngay từ giai đoạn ban đầu nhìn cái team bên kia là tôi thấy xác suất cao là nó thua rồi. Tại sao? Tôi sẽ lý giải cho anh em nghe. Cái con tướng Sweep nó không có lỗi gì cả. Cái bộ trang phục thú nhồi bông của nó mới là một bộ trang phục có lỗi. Người ta đánh nhau thấy mụ nội người ta tối ngày nó cứ quăng bình sữa ra cho người ta. Đã người ta nói rồi người ta không có uống sữa nữa. Nó tối ngày nó móc bình sữa ra hoài luôn, chưa dừng lại nó luôn cầm cho mình cái kẹo mút nha. Người ta đánh nhau thấy mụ nội nó tối ngày nó cứ cầm cái kẹo mút nó múc hoài luôn các bạn ạ. Nó múc cái giống đất gì đó mà nó múc hoài luôn. Bây giờ nè, nó đang bị truy đuổi từ phía xa. Chúng ta thả chó ra, làm chậm được bé đùm rồi. Bé đùm gục ngã, đó chính là Sweep. Sweep bị khống chế lại bởi chiêu cuối là Alistair. Thả chó một hit nữa nhưng phạm vi là chưa đủ đâu nha. Slindit tới rồi, hậu thuẫn phía sau. Ba từ miền trên bàn đã bắt đầu xuống. Chúng ta có được cho mình những lợi thế. Team bạn đang tan rã hoàn toàn. Xin lỗi anh em nha, hôm nay đệ tứ hơi mệt. Hôm nay đệ tứ bình luận không được máu lửa, tại vì mình mới đi công tác, mình mới đi bình luận cái giải ở Mỹ về. Ha, đúng rồi, ở Mỹ Tho đó các bạn. Đó, nó là như thế. Ừ đúng rồi, quay trở lại cái mẫu chuyện của con tướng Sweep này nha. Hồi nãy á, tôi mới nói với anh em. Tự nhiên vào lúc ngày 14 tháng 11 năm 2019 tôi ngồi trên ban công đó anh em. Cái tôi thấy một cái hiện tượng lạ. Bắt đầu tôi nói ủa sao kỳ quá vậy ta? Mà đa phần cái con tướng Sweep này cái xác suất cao á, khi mà người ta mặc cái bộ trang phục thú nhồi bông là thua hết luôn, nhiều thua nhiều lắm. Nhưng mà không hiểu sao nha, sẽ có một số bạn tự nhiên mua ạc trên shop đệ tứ .vn mà có cái bộ trang phục thú nhồi bông này nè, là chơi thắng thường xuyên luôn. Kể từ đó tôi đúc kết ra một cái kinh nghiệm này. Bạn nào mà mua ạc trên shop đệ tứ .vn là chơi bao thắng, là chơi bao thắng.
đó. Tôi không hiểu lý do tại sao luôn. Chúng ta bay vào nhốt lại địa giam của bé Lâm, không chỉ chúng ta liên hoàn chọt đều được diễn ra đến từ dây phía một bên. Chúng ta đang gần bốn luôn mấy ông nội ơi, quá trâu đi, máu vẫn đang hồi máu. Thả chó một lần nữa, tiếp tục được hồi máu và bỏ chạy đồng đội của Vân. Vì sao VGS của ta đang gánh tim thực sự luôn rồi. John tại đây, anh ta đang rỉa, anh ta đang bắn, tim bạn mất đi hai người rồi. Bốn bực của Murat một lần nữa, anh ta giật bóng lưng về, bỏ lại một mình anh bạn Aletor ấy lộn, bỏ lại một mình Javid tại nơi đây. Và ba thành viên team bạn đã phải nằm xuống, ba con vịt đã vào đòi với món ăn rất quen thuộc của người dân Việt Nam chúng ta. Chính là món gì ạ? À? Chính là món vịt Bắc Kinh hầm lá thú địch ha. Tức nghĩa là vịt bắt ở dưới kinh rồi sau đó lấy lá thú địch hầm chung lại với nhau đó các bạn ạ. À. Rồng tiên phong Predator bắt đầu được triệu hồi tại đường trên rồi. Team bạn bị tan rã, họ chỉ còn một mình Sweep thú nhồi bông mà thôi. Cô ta tại nơi kia, ấy lộn anh ta tại nơi kia. Anh ta vẫn đang quăng bình sữa nhưng đã nói rồi không có đứa nào uống sữa nữa đâu. Đã nói rồi không có đứa nào thích sữa bình đâu. Ngay cả đệ tứ cũng không thích sữa bình, mà đệ tứ chỉ thích bình sữa thôi các bạn ạ. À. Và bây giờ chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta một cách nhẹ nhàng như đẩy xe hàng mà thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Và hẹn gặp lại các bạn ở những số video vào ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Tặng đệ tứ một lượt like, một lượt đăng ký nha. Bạn đang có nhu cầu mua hạt liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử.vn nơi bán hạt uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại.